Bên trái là Đức Chiến, dứt điểm vào 1-0 cho U20 Việt Nam. Pha thoát đi rất nhanh nhẹn. Linh vẫn đang có mặt trên sân, áp sát cầu môn. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Lại là một pha lên biên của Hồ Tấn Tài. Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Có thể nói là lớn, và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng